Xin chào anh em toàn quốc nha. Và sau đây mình sẽ lý giải vào một số mà anh em mà hỏi và rất cũng không biết về những cái đơn giản như thế này. Và sau đây là ba dòng sản phẩm 8080 và 80DB, nó kiểu như một kiểu như nha. Nhà mình sẽ giải thích cho anh em nha. 8080DB rồi tới 9090, đời cao nhất là 90DB. Và những con này là nó là một khuôn và một kích thước luôn nha anh em. 8080 rồi kế tiếp là 80DB, rồi nâng cấp tí nữa là lên 9090, rồi 90 là cao nhất rồi, và cuối cùng là series cuối cùng của dòng 4 số là 90DB. Và trước tiên là em này, em 80 trơn là có giá tầm là 20-21 triệu là em bán hết rồi. 8080DB là nên ra giá là 27 triệu 500, và tới 9090 là giá 30 triệu, và 9090DB là trên 40 triệu. Anh em cứ lầm tưởng là chữ DB là mạch âm sắc, nhưng thực ra không phải, nó là chỉ là mình chỉ chú ý là phân biệt 8080 bốn số đầu tiên. DB là chỉ tên để mà phân biệt cái moji và moji tiếp theo của nó. DB là mặt cái mặt để mà anh em đây đo bi stem này, đây là cái phần, đây là cái phần thu âm, mình không có dùng, bên nước ngoài người ta dùng, với Việt Nam không có dùng, nên chữ DB đó là không có can thiệp gì về phần âm sắc cả. Và tiếp theo là 9090, và 90DB cũng thế, nó cũng là phần thu âm thôi, không có can thiệp vào mặt âm sắc hết. Nhiều thợ thầy cũng có người cũng không biết đâu, nên em mua đừng có lầm tưởng là chữ DB là nó có nó hay, nên thật sự là con 90 nó hay hơn 90DB. Tất cả về các ba giải này, đây anh em xem kỹ nha, và thiết kế y chang nha. Và đời 80 nó là thiếu hai chỗ này, đấy, thiếu hai chỗ này. Cứ có chữ DB là nó chỉ bên nó sẽ có được ba cái nút này để chỉnh cho phần thu âm đó. Bên nước ngoài họ trước đó người ta dùng thu âm rồi, và lên 9090 hãng đã tích hợp được hai cái này, là hai cái này còn thiếu. Cái này có đã hai tính năng rồi đấy, rồi đấy, rất là hay rồi đấy. Và cuối cùng là dòng cuối cùng DB, nó là thêm chữ cái phần thu âm. Và tất cả các gần nâng cấp là 8080 là tới 80DB, tiếng nó sẽ hay hơn nữa, và DB nó sẽ hay hơn, tất cả các mạch âm sắc sẽ khác nhau. Cho anh em đừng lầm tưởng là DB là mạch âm sắc đồ hay gì đâu nha, nó không có dùng, không có dính liếng gì tới phần âm sắc mình nghe nhạc cả. Đấy. 8080DB nó chạy 4 sò, còn 90DB là 8 sò. 90 là chạy 8 scan, còn DB là 8 Toshiba. Rồi, chào anh em nha. Anh em nào quan tâm thì liên hệ. 8080 hiện mình có là 3 con. 9090 là có 3 con. 90DB có 2 con nha anh em. Và một số sản phẩm. Nhà một chi tiết xin liên hệ 0978338144 nha, gặp Minh Chiến Audio Bình Định nha. Em chỉ nhận giao lưu nói chuyện trên Zalo và điện thoại nha, chứ không dùng SMS nha anh em, nên thông cảm. Hàng em là hàng đẹp len keng hết, tất cả là hàng xuất sắc, không tì vết, hàng tuyển chọn. Con này cũng đã có chủ nè, chút nữa em test là em gửi bác về Hà Nội luôn.